Thì trường chúng ta cùng nhau thực hiện cái thao tác thứ ba là nhập bảng thủ công chuyên môn cho giáo viên. Đây là cái bước rất quan trọng về một cái thời khóa biểu, thì có thể nói rằng cái đầu vào của thời khóa biểu chính là cái bảng phân công này, tức là cái bảng phân công cho các cái lớp ở trong nhà trường. Cái mỗi một lớp như vậy là có các môn học, thì môn học nào giáo viên nào dạy để phân công trước trong cái bảng gọi là bảng phân công giảng dạy. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu cái bảng này. Đây là cái bước nhập rất quan trọng, bắt buộc phải có trong mỗi môn thầy có biểu. Việc cái nhập cái bảng này là một trong những cái việc nhập rất là phức tạp và dễ nhầm lẫn nhất, nhưng đòi hỏi người nhập phải chính xác hoàn toàn, không được phép sai lầm, không được phép sai. Thì cái lệnh nhập bảng phân công chuyên môn nó từ cái thực đơn nhập dữ liệu, và cái lệnh là bảng phân công giảng dạy, hay là cái lệnh ở đây. Đây là cái màn hình mặc định khi chúng ta vào cái bảng phân công giảng dạy. Thì trên mỗi một nhà trường chúng ta thì có hai cái bảng, cho từng buổi một, đây là buổi sáng, đây là buổi chiều, chúng ta có thể quan sát dựa theo các cái lớp học mà phần mềm đã được tạo ra dành cho khối lớp, thì phần mềm sẽ tự động phân bổ cho cái lớp nào khối sáng, lớp nào buổi chiều được hiện ra ở đây. Thì đây là một cái màn hình tiêu biểu như là một cái lưới, ở bên trái là các cái giáo viên trong nhà trường, bên phải là các cái môn học, bên dưới môn là các cái khối lớp ở đây. Chúng ta phải điền vào đây các cái ô này là cái lớp mà như là khối 7, đây là lớp 7 nào cũng điền ở đây. Mà thấy trên này nó có cái dòng chữ như là khối 8 mở ngoặc 2, đây là cái gì? Đây chính là cái số tiết chuẩn mặc định của chương trình đào tạo hiện thời mà được gán cho khối lớp 8 môn vật lý. Mà chúng ta đã biết, chúng ta đã có thể đã chúng ta đã nhập cái chương trình này, cái dữ liệu này ở cái phần đầu, phần 1 của cái bước xét tuyển khóa biểu. Tuy nhiên chúng ta vẫn có thể là thay đổi ở đây được. Cách nhập là như sau: chúng ta nhập trực tiếp vào cái ô này các cái tên lớp ở đây. Nếu có hai lớp chúng ta nhập cách nhau bởi dấu phẩy hoặc dấu cách ở đây. Thì khi mà nhập ví dụ 8C ở đây thì phần mềm sẽ tự động hiển gán là như vậy, là môn vật lý lớp 8C là giáo viên Bùi Tuyết Trinh dạy và số tiết được gán là 2 tiết. Đó. Chúng ta có thể giả sử mặc định phần mềm cái số tiết chuẩn là 2, nhưng chúng ta muốn gắn những 8C là 3 tiết chúng ta gắn được. Chúng ta có thể bấm vào đây và chúng ta gõ 8C mở ngoặc 3 chẳng hạn, đóng ngoặc, thì phần mềm sẽ hiểu rằng à, như đây là 8C được gắn là 3 tiết. Còn nếu không thay đổi thì phần mềm đã hiểu rằng đây là gắn mặc định là 2 tiết. Chúng ta có thể xóa, như tôi muốn xóa đi, tôi xóa đi như này, xóa đi và tôi xóa đi và tôi làm lại. Đấy, ví dụ như vậy. Bây giờ tôi gán lại một nước khác đây, lấy ví dụ đây tôi bấm chuột phải và bấm nút chọn lớp, và hiện ra các lớp tôi sẽ gán lớp 8A, 8B chẳng hạn. Mặc định phần mềm sẽ gán cái số tiết mặc định chuẩn của khối lớp cho cái giáo viên này. Đó. Đây là số 3. Bây giờ tôi muốn gán lại số 2, tôi bấm chuột phải và chọn nút là gắn số tiết mặc định, mình sẽ trả lại là 2. Đó. Giả sử tôi muốn thay đổi cái số tiết mặc định của hệ thống ở đây, tôi bấm chuột phải vào vị trí này và tôi bấm là tôi sẽ thay đổi số tiết mặc định không phải là 2 nữa mà làm số khác. Khi thay đổi ở cái hàng dòng hệ thống này thì mình sẽ đưa ra hai cái lựa chọn. Một là khi thay đổi thì các lớp đã nhập trong khối lớp có thể thay đổi theo hay không, hoặc là giữ nguyên số tiết đã được gán cho các lớp đã nhập như vậy. Thế đây là cái màn hình tổng thể. Tuy nhiên khi chúng ta đã nhập các cái nhìn vào cái bảng này, các bạn thấy là rất là khó nhập và rất là dễ nhầm lẫn vì nó quá lớn ở cả bên trái và sang bên phải nữa. Bạn thấy không? Rất nhiều môn học như này, nên dễ nhầm lẫn. Thì phần mềm có một tính năng rất là quan trọng là chúng ta sẽ hạn chế lại nhập cho từng nhóm giáo viên. Thì đây là một trong tính năng rất quan trọng của phần mềm ở trong cái tính năng này.
Cách làm như sau, chúng ta nhấn nút chuột vào đây và chúng ta chọn cái nhóm giáo viên mà chúng ta muốn muốn nhập. Và sau khi muốn đứng đây tự chọn cái nhóm toán lý thôi, thì khi đó phần mềm sẽ hiển thị ra ở đây chỉ là các giáo viên của nhóm toán lý, và ở đây chỉ có môn vật lý và môn toán ở đây. Và chúng ta sẽ có cái cách nhìn rất là tốt, nhìn tổng thể toàn bộ cái nhóm toán lý và sẽ nhập được chính xác phân công giảng dạy cho cái nhóm này. Thông thường ở các nhà trường thì khi phân công giảng dạy được đưa về từng từng tổ chuyên môn, và chúng ta sẽ nhập cái bảng này theo từng tổ chuyên môn. Đây là cái một trong kỹ năng rất là mạnh của phần mềm. Chú ý rằng khi mà nhập ấy, chúng ta đòi hỏi nhập hoàn toàn chính xác, không được phép sai. Thì một trong những cái tiêu chí để chúng ta có thể kiểm soát là chúng ta vào cái nút C ở đây, hay là cái nút hay là chúng ta vào cái bảng phụ giảng dạy và nhập theo lớp học. Thì phần mềm sẽ hiển thị ra ở đây là các cái lớp học ở đây, và chúng ta cũng theo buổi sáng và buổi chiều, và chúng ta sẽ quan sát như là khối 7 ở đây là có tổng số tiết là 27 tiết, khối 8 là 28 tiết, khối 9 27 tiết. Nếu cho thấy mà khối 9 ở đây mà là vênh ra là 28 tiết thì chúng ta là bị sai. Và đây là một trong những cái bảng mà dùng để quan sát và để kiểm tra xem là chúng ta đã đúng hay chưa. Ở đây chúng ta hoàn toàn có thể chúng ta vào từng lớp một và sửa cho từng môn, từng giáo viên một. Ví dụ tôi vào lớp 7D, nhấn nút chuột vào, và chúng ta sẽ vào cái màn hình nhập dữ liệu cho lớp 7D. Đấy. Giáo viên nào, dạy môn nào, tổng số tiết được phân công là bao nhiêu tiết, mà chúng ta sẽ quan sát được chính xác theo từng lớp một. Chúng ta chuyển lớp vào đây và quan sát và chỉnh sửa. Giờ tôi muốn sửa, tôi bấm vào đây và tôi chuyển số tiết ở đây. Tôi chuyển số tiết ở đây và tôi bấm nút kết thúc. Đó, thì đó là cái tính năng, cái bước số 3 rất quan trọng, là cái bước là nhập bảng phân chuyên môn cho từng thầy cô biểu một. Khi nhà trường chúng ta thay đổi thầy cô biểu, chúng ta phải thay đổi cái bảng chuyên môn này. Đây chính là cái dữ liệu đầu vào cho mỗi một cái thầy cô biểu ở trong nhà trường. Và các bạn chú ý là cần phải kiểm tra dữ liệu trước khi kết thúc cái việc nhập này. Chúng ta nhập xong, chúng ta bấm nút là ghi lại là an toàn, đúng là để thoát ra và quay trở về cái màn hình chính của phần mềm.